Đồng Nai, công nhân vay tín dụng đen, ban chấp hành công đoàn bị khủng bố. Cán bộ công đoàn tại nhiều công ty ở Đồng Nai bị các đối tượng lạ mặt khủng bố liên tục. Lý do có công nhân của công ty vay tín dụng đen, các đối tượng gây áp lực để đòi nợ. Tình trạng công nhân vay tín dụng đen sau đó chậm trả hoặc không trả, khiến thành viên ban chấp hành công đoàn bị khủng bố, đang diễn ra tại nhiều công ty ở tỉnh Đồng Nai. Chiều ngày 25 tháng 7, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, anh LBH, phó chủ tịch công đoàn một công ty sản xuất giày ở huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, cho biết anh đã quá mệt mỏi khi suốt ngày bị nhóm đòi nợ khủng bố. Họ nhá máy rồi gọi điện liên tục, hăm dọa đủ kiểu làm xáo trộn mọi công việc. Hết gọi cho tôi lại chuyển sang gọi những người thân khác trong gia đình. Sau đó còn khủng bố trên Facebook, ghép ảnh xúc phạm danh dự, anh LBH bức xúc. Cũng theo anh LBH, các đối tượng này không chỉ biết số điện thoại của anh mà còn biết nhà, con cái của anh. Ngoài anh H, nhiều cán bộ công đoàn trong ban chấp hành công đoàn ở công ty khác cũng cùng chung cảnh ngộ. Cụ thể, anh LTT, chủ tịch công đoàn một công ty ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cho hay cả ban chấp hành công đoàn bị các đối tượng lạ khủng bố. Anh LTT cho biết nhóm này khủng bố cả ngày, cứ 5 đến 10 phút gọi một lần, chặn số này thì số khác lại gọi tới. Rất phiền phức, cả ban chấp hành của công ty tôi đều bị khủng bố. Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Huỳnh Phước Sang, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai khuyến cáo công nhân không vay tín dụng đen. Nếu có nhu cầu vay tiền, đề nghị công nhân liên hệ với tổ chức công đoàn để được tiếp cận các tổ chức tài chính. Ngân hàng cho vay theo chương trình phúc lợi đoàn viên được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu.